sự cố hy hữu tại đêm thông thường kết cuộc thi theo dõi xe kiếc 2019 tối qua ngày 26 tháng 10 vẫn đang là tâm điểm để ý trên mạng làng mạc hội. Cụ thể, thí sinh Chấn Quốc đội Hương Giang Dương Cầm, ban sơ được Nguyên Khang gọi tên cho ngôi vị quán quân nhưng sau đó lại đổi thành Minh Tâm đội Lưu Thiên Hương Ali Hoàng Dương. Sự cố này khiến Nguyên Khang và Bộ Tài chính chương trình dướng phải sự chỉ trích nặng nề từ phía khán giả. Đáng nói hơn, ngay cả quán quân Minh Tâm và hai huấn luyện viên cũng phải nhận không ít gạt đá từ phía cộng đồng mạng. Khoảnh khắc Lưu Thiên Hương ăn mừng chiến thắng của học trò tại The Voice Kids là người có liên quan trực tiếp tới sự việc, ngay sau đêm thông thường kết, Lưu Thiên Hương đã chia sẻ trên Zing rằng cô tự hào với thành quả của Bộ Tài chính. Về sự cố đọc nhầm tên quán quân của Nguyên Khang, Lưu Thiên Hương cho biết cô rất buồn và mến Chiến Quốc. Song, nữ ca sĩ, nhạc sĩ cũng nhận định rằng chuyện này không quá nghiêm trọng và là một trải nghiệm để các bé bỏng sau này trưởng thành, đứng vững trên đôi chân của mình. Chiều 27 tháng 10, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc đối với những phát ngôn của Lưu Thiên Hương về sự việc đáng tiếc kể trên. Lưu Thiên Hương cho rằng sự cố đọc nhầm tên quán quân không quá nghiêm trọng và là một trải nghiệm để các bé bỏng sau này trưởng thành. Anh gây cáo nhận định nữ ca sĩ, nhạc sĩ họ Lưu đã phát ngôn thiếu thận trọng, chị Lưu Thiên Hương từ đầu mùa đến cuối mùa không có gì đặc sắc, trừ phát ngôn phút cuối hết sức ngớ ngẩn. Ừ thì trẻ em cần có sóng gió để trưởng thành, nhưng không phải thứ sóng gió theo kiểu chà đạp, ức chế về tinh thần. Chị cũng là mẹ, ai lôi con chị ra sóng gió như thế chị có vui không? Mong chị với cương vị là một người phụ nữ đã trưởng thành, sau này nói gì đừng nói cho vui mồm vui miệng. Dương Triệu Vũ tỏ ra bức xúc với những phát ngôn của Lưu Thiên Hương. Chị bảo sự việc lần này khiến chị nhớ tới cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm nào mà chị không nhớ được là cô Hoa hậu bị đọc nhầm tên đó đã từng nghĩ tới việc tự sát. Người lớn đã vậy, đằng này còn là đứa trẻ. Cầu mong sự bất cẩn này sẽ không có ảnh hưởng gì lâu dài tới tinh thần của bé bỏng Chấn Quốc. Chia sẻ của Dương Triệu Vũ lập cập thu được rất nhiều sự đồng ý từ cộng đồng mạng.